Trời. Đem vô. Hả xuống rồi, hả ra. Ừ. Mười ký quá. Cá lăng đỏ đuôi nha cả nhà. Tám ký, 8,7 nha cả nhà. Ồ, kìa chưa. Đây là cá lăng đuôi đỏ. Xịt coi. Xịt. Lên cái phách liền, lên liền. Lên cái lăng kia. Bỏ vô hả mày? Bỏ cái đầu vô trước nha. Ủa, không có gì vẻ ngạnh luôn. 8 ký là 1 ký nha. Chú, mày quá. Rồi sức luôn. Cái vỏ này lâu đời lắm rồi. Người ta kêu cái bao để trong vỏ gọn. Chưa hay. Đây quay. Đạm cả nhà. Coi không? Cá đâu bự. Cái đuôi nó ao luôn. Thấy bự cho bám không móc. Cá này là 8,7. Này là ta xịt được nha. Chén chia lại hai người mới gỡ đi thì còn dạ. Ừ. Được đâu luôn hả? Xỏ lại sự lợi xỏ lại buộc lại đang lên xe đem về nhà nha cả nhà. Này là cá này đem đi thành phố, đem đi Sài Gòn. Cái đuôi ghê wow. Bàn tay. Cá này mạnh dữ lắm. Có năm nay nay có leo nhiều. Có được cái leo không? Kia dính mà không có một cào không? Còn gần còn không thiệt được cái leo mấy không? Có một. Được rồi.